Hello, mình chào tất cả anh em nhé. Thì ngày đầu tiên thì mình về thì kiểm tra anh em ạ. Sau 10 ngày mình đi công tác kia này, chân nghịch này, chân nghịch hẳn đã to rồi này. Đấy, hẳn vẫn không quên mình anh em ạ. Này, vẫn không nhạt nhá. Ok, phết. À, đó. Hai con sóc thì vẫn thế, con này thì tới đây rồi. Hai con sóc là vẫn chưa đẻ nữa mà. Chưa đẻ. Đây, thì mình lại coi cho anh em có tình hình của con si cá ha. Đây, thì một ngày mình đi thì mình bảo vợ nha cho ăn thì là một ngày cho ăn 18 gram. Đấy, nó đang điên lên. Đây nè con. Đấy, mới chạy xuống uống nước xong rồi đấy. Mình kéo thế này nha, con nghe lời hay không nữa. Đấy. Đấy, chiều á là có thằng em nó mua được con lẹp anh em ạ. Mình sẽ mua của em nó khoảng 5 con anh em ạ, để vào mua cho con chim này. Con qua đây hơi bẩn em ạ, chưa dọn được mới về. Con này thì con ẩn mãi, nó thay lông kẽm, lông đuôi mới thay được có 2 cái. Con ẩn trọng anh em này, ẩn trọng thay nhanh lắm này, nó kêu này. Ẩn trọng là mua đầu tiên là nó mua đầu tiên là chưa sẵn này đó nhá. Mình đang chờ nó sáng lông là mình sẽ huấn luyện. Hiện tại thì lông đuôi là còn một lông nữa, còn một lông cũ nữa, còn lông cản là rụng hết rồi. Lông cản là rụng hết rồi, mổ đau phết đấy. Con này thì ly lắm, hằn nó cái nó kéo hết á, nhưng mà ăn thì nhiều. Con chim nào mà ăn nhiều là thay lông nhanh lắm. Đó, trong một mổ mình nhé, ấy trong một mổ mình nhé, lão thật. Con này mà sao này mình có huấn luyện được không ấy nhá, nó có mổ mình nhá, dê phản chủ lắm. Đó, con này thì nghịch lắm, con này nghịch này, ăn này nhiều. Đấy, không biết là cái tính khung điên điên này thì sau này có làm được to trọng gì không ấy. Mình vẫn thích những con chim nào mà khung điên điên như này, gọi là nó bất chấp để trả sợ cái gì hết. Đấy, để xem nhé, để xem. Chắc là con này chắc là khoảng một tuần nữa là rung cái lông kia là khả năng là ép vẫn nhẹ rồi đấy mà. Con này, con trọng, con mãi này thì thấy lâu lắm. Con này ăn ít lắm, ăn ít cho nên nó thay chậm. Đây nè, nó đang ra dần dần đây nè, lông cạn đang ra dần đây nè. Đấy, để kêu mình cho ăn xem thì nó có hào ăn nhá. Cho mình đi 10 ngày rồi thì để xem nó có hào ăn không. Đó, cái này mình sẽ thảo đấy bạn, thảo mấy cái này cho nó ra. Trước là mình dùng cái lưới này á là để con chim nó khỏi lọt ra được, chứ nó lớn rồi. Lớn rồi thì mình sẽ cắt. Lớn rồi là mình sẽ cắt ra để cho khỏi nhạt em nhé. Nó cái chuông của nó là phải để như này này, để nó đỡ nhạt cái bụng, đỡ nhạt với cái bụng với cái môi trường nó sống ấy. Đấy, cái con chân nghịch này thì nó quấn trụ lắm. Đấy, lần đầu tiên nhìn được cái môi trường ở ngoài nó sống một cách nổi nhất đấy này. Thế là nó vẫn đang sờ đấy. Nó vẫn không quên mình nữa, vẫn quên nha.
và nó vẫn không quên mình. Đấy. Còn con quốc này, con quốc này thì có khả năng quên. Vẫn ok nè, thay lông sau nhìn nè, thay lông sau nhìn giống như con trống luôn, nhìn như con trống luôn, to phết đấy. Con chân nghịt này thì vẫn thuần hơn này. Đấy, về là mới về là mở cái vải cho con chân nghịt này. Chắc cái chiều là mình sẽ vào mua cho con si cá nhé mà. Ở đây này. Đấy, điếu lắm. Con dọn dẹp cho bọn này cho sạch nhé. 10 ngày được chưa ai dọn rồi. Hello, mình chào tất cả anh em nhé. Thì ngày hôm nay đây là con có lẹp anh em nhé. Đây là con có lẹp mà mình đã nhờ thằng em nó mua anh em ạ. Nhờ thằng em nó mua. Mình mua 5 con anh em ạ. Mà lại bị ra một con. Mình nhốt đó là nó bị ra một con. Con 4 con. Bữa qua thì mình cho ăn một con thôi. Thì ngày hôm nay thì bữa qua thì nó không dám vui anh em ơi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ cho nó tập anh em nhé. Giờ là buổi sáng 7 giờ. Mình đào cho anh em. Nó mổ kịp quá. Đấy, nó mổ. Đấy. Mình sẽ vào có lẹp cho nó anh em nhé. Đó. Mình sẽ buộc lại chặt rồi mình sẽ vào có lẹp nhé. Đó. Mình sẽ bỏ góc đằng này. Và mình sẽ lấy hai cái phản này này. Hai cái phản này mình sẽ ngắn cái lông này em ạ. Tại vì khi vào con lẹp ấy là nó nhổ lông thì cái lông nó bay tung tóe, nó bẩn gợi nha. Nên là mình sẽ làm này nhé. Mình mới về nhưng mà mình đang nhỏ con em ạ, cho nên là chưa đi săn được. Cho nên là mình sẽ vào con lẹp cho nó luôn nha. Let's go. Em ha, thấy không? Mình sẽ bỏ này là khi nó nhổ lông là nó không thể, cái lông không thể bay được vào trong này. Tại vì trong này là lúc hôm qua là mình đã rửa sạch sẽ rồi, thấy không? Đó, đây, con mãi này, con mãi đang, đấy, con mãi đang muốn bắt con có lẹp đấy, đó đang, đó, thấy không? Thấy con có lẹp là muốn sờ đấy, đó, biết lắm đấy. Nhưng mà con này thì mình chỉ có vào môi cho con si cá anh em nhé. Rồi mình sẽ đưa si cá lại nhé. Thử nó có giảm nha. Đấy, chứ con mỏi nó biến lắm rồi, là con mỏi nó muốn lên sử con có lẹp này. Đấy, nó biến đấy. Đấy. Đây. Đó. Giảm không? Đó. Giảm không? Không giảm anh em ạ, không giảm. Mình chưa đo trọng lượng con si cá này nha anh em. Nhưng mà nó không giảm này. Không giảm em ơi, không giảm luôn rồi. Không giảm. Đó, giảm không? Đấy. Không giảm luôn, đấy. Mình sẽ chơi đó nhá, mình sẽ chơi xem thái độ của nó thế nào. Đó. Không giảm à? Không giảm anh ơi, chắc là nó bị mổ rồi. Đây. Đó. Đây. Mình sẽ đưa lại gần anh em nhé.
mình sẽ lại lại gần xem nó có giảm nhá. À, đấy có. Giảm à. Đó, vào xuống đấy. Không giảm em này. Không giảm này. Như thế này mà không giảm luôn này, ảo thật đó. Đấy, giảm không? Có lẽ phải bấm giảm. Không giảm em nhé, không giảm nhé, mình sẽ cho nhìn em nhé, tại vì khả năng là con chim này là hiện tại là khả năng là trọng lượng đang cao đây, mình chưa cấn đâu nhé, mình sẽ cho nhìn em nhé, cho nhìn ngay hôm nay luôn, vào mua với mình là nếu mà không mua là cho nhìn luôn, đó, cho nhìn nha bạn, hoặc là chiều móng vô là cho nhìn luôn, không có cái đoàn chuồng mua mà này không vô luôn. Đây. Đó. Đây em nhé, không vô cho nhìn chắc đẹp. Bây giờ đưa con môi xuống em nhé. Đây nè, đây là cái gương mặt cái sáng không chấm vô này. Đấy, chiều lại bình thường là chiều lại là mình sẽ cho nó đi sáng đấy. Thì mình nghĩ là chiều lại là nó hào hơn, tại vì nó đổi hơn đấy. Đây, đi mình đi cái chuông vô nha nè. Thì cái chuông vô rồi mình sẽ đây, cho đây cái đó. Mình sẽ lấy chim anh em nhé, lấy chim rồi lại thử xem nó có chấm vô không nhé. Thế nè, mình bỏ con cò trong này này. Đó, con cò này nè, đó con cò này. Đó. Lần này móng vô thì cho mít đấy. Đó. Đây. Không cho vô em. Không cho vô. Đây. Nhìn cái mặt này. Nhưng em mát đây. Không nhầm vô luôn. Đủ. Không nhầm vô luôn, kiếp thật. Đó. Tao thì tao mới ở đây luôn. Ngon nè. Con co rồi móng nhầm vô nè. Ngon nè. Chim bị cháo, chim bị trọng lượng bao nhiêu đấy. Mình mới về cho nên mình biết là trọng lượng bao nhiêu đấy nhá. Mình sẽ để được đấy nhá, mình sẽ để được coi thái độ thế nào. Đấy. Cả một con môi trước mắt đã được mắng trong vô. Làm là cái chết đời. À. Cả một con co rồi mắng trong vô. Ảo à, thật đấy, đứng lại lên. Đó là con co ở dưới đóng nhầm vô nữa nè. Không nhầm vô luôn. Đó, thật. Đây.
Cho gần nó giống em vô nè. Nằm vô thì mới nhìn thôi. Con co để nó nằm vô này. À thật. Anh em nhé, mình sẽ để cái máy quay đấy nhé, để xem thử nó có dám vô nhé. Anh em ơi, khả năng là cho nhìn nha anh em. Khả năng là trong lượng cáo đấy, để mình xuống mình cân xem. Mình đi 10 ngày mà thái độ của nó cũng hảo lắm. Để xem thái độ thế nào. Bỏ hết người ta cũng giảm này. Cho nhìn lên nha, cho nhìn luôn. Để xem ngày mai thế nào. Có cái thái độ mà biến ra cho nhìn luôn. Có thể là trong lưng cáo đấy. Để mình xuống mình cắn chim thử em nhé. Xem thử là bao nhiêu gắm. Rồi đây nha, mình sẽ cắn thử xem hiện tại con chim hiện tại là bao nhiêu gắm nhé. Lâu rồi cắn chim này. Nào vậy chứ. Quên mất. 164 gắm. Nó tăng lên quá gớm ấy đó mà. Bảo sao mà nó giảm vô co. 160 kg. Bữa nay mình sẽ cho nhìn em nhé. Mình sẽ cho nhìn. Bình thường là 145 gram. Ôi, tăng rửa đấy mà. Tăng thêm 20 gram đấy mà. Rồi nha, vừa nhà mình cho ăn có là 2 kg 9 mới đang mới cho ăn đỡ gớm. Ok em nhé, mình sẽ lên nhốt chim và cho nó nhìn ngay hôm nay nhé. Để xem ngày mai nó có giảm nhé. Cho là 164 gram thì làm sao mà được. Ok nè.